Chào bạn đã quay lại module thứ năm và module này mình sẽ chia sẻ cho bạn cách tạo một phở bán hàng cho gian hàng ở trên sàn thương mại điện tử. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu phở sản phẩm là gì. Mình sẽ giải thích ngắn gọn và bỏ lượt bớt những cái phần gọi là định nghĩa về marketing. Nói chung những cái phần nó hơi khó hiểu. Mình sẽ đi sâu vào thực hành là nhiều hơn. Cũng như là những cái ví dụ phía sau. Đầu tiên mình sẽ nói về phở sản phẩm một tí về bản chất á, thì phễu sản phẩm nó mô phỏng quá trình tác động chuyển đổi giữa khách hàng thành cái người mua hàng ví dụ như là càng xuống dưới cùng thì cái tiềm năng mua hàng càng cao và giá giá trị nó càng cao đó mình cứ cứ hiểu năm nay như vậy ví dụ như đây đầu tiên á, là mình phải tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thì cái bước tìm kiếm và tiếp cận khách hàng trên sàn nó giống như cái cái ví dụ mà lúc trước hiếu có đưa ra đó chính là mình làm hình ảnh tốt mình seo chuẩn tiêu đề có từ khóa thì tự nhiên mình làm cái đó ok xong thì nó sẽ khách hàng đã sẽ tự động nó thấy cái sản phẩm của mình sau đó mình sẽ dẫn dắt khách hàng như thế nào ví dụ như hình ảnh đẹp dẫn dắt sao cho khách hàng nó click vô cái cái sản phẩm của mình là ok sau đó là xây dựng mối quan hệ có nghĩa là gì mình uh, trao đổi mình tư vấn rồi sau đó là mình hỏi là khách có vấn đề gì thì sau mình cung cấp một cái giải pháp cho người ta và mình bán hàng thì đó đó có kiểu như là định nghĩa nói chung là nó hơi khó hiểu mình sẽ đi sau và thực hành luôn vậy thì cách tạo về sản phẩm là gì thì bây giờ Hiếu sẽ lấy một ví dụ cho bạn xem sau cái ví dụ này bạn sẽ hiểu cách để tạo một phần sản phẩm là gì luôn mình sẽ qua một ví dụ của shop đây thì cái shop này mình kiếm ở trên Shopee thì mình thấy rất là ít rất ít shop làm cái phễu này nên là mình sẽ lấy cố định luôn cái shop này và cái shop này mình không biết của ai hết nha mình cứ lên Shopee mình search chiên về thời trang đây là cái shop bán về túi ví bây giờ cái mục phổ biến á, là những cái mục mà mua nhiều nhiều người quan tâm cái mục mới nhất á, tức là cái là những sản phẩm mà shop vừa đăng cái mục bán chạy là cái mục những cái mục mà bán nhiều nhất những sản phẩm bán được được bán nhiều nhất và ở phần giá mình sẽ chú tâm tới cái phần giá. Phần giá này bây giờ mình sẽ bật cái tab là từ giá thấp tới giá cao. Đây. Ví dụ như là cái sản phẩm này túi đựng tiền mini chỉ có 7.000 thôi, bán được 2.000 sản phẩm. Hay là túi đựng mỹ phẩm KK siêu hot bán 7 900 bán được 2.943 sản phẩm. Rồi 9.000, 9.000, 15.000. 16.900, bạn thấy gì không? nó tăng dần đều lên nó tăng dần đều lên và cái cuối cùng á, là những sản phẩm giá cao bây giờ mình sẽ chỉnh là từ cao tới thấp đây shop này bán cái sản phẩm giá trị cao nhất là hai trăm rưỡi nghìn giảm xuống còn 163 trăm sáu nghìn một trăm sáu nghìn là giá bán ra là giá cao nhất tại shop này thì đây đây là cái ví dụ mà mình lấy cho bạn xem thì bán hàng online á, thì ai cũng biết là phải có cái phễu này và phễu thì nó sẽ có sản phẩm đầu phễu sản phẩm giữa phễu và sản phẩm cuối phễu thì một shop phải có ít nhất là ba cái sản phẩm như vậy ví dụ như sản phẩm đầu phễu là sản phẩm rẻ phải cực rẻ và cái sản phẩm này cái nhiệm vụ nó là hút view hút nhiều người truy cập thứ hai là sản phẩm tầm trung gọi là sản phẩm ổn định sản phẩm tầm trung và cái sản phẩm là sản phẩm chủ lực của shop bán nhiều nhất cũng như là lợi nhuận cao nhất và cái sản phẩm thứ ba là sản phẩm mà bán giá cao bán ít nhưng mà lời to bán cái nào là lời gấp đôi cái đó chẳng hạn vậy thì đó là cái cách mà mình tạo sản phẩm, sản phẩm. bây giờ thì hiếu sẽ lấy một cái ví dụ đề mua trực tiếp luôn cái cách tạo sản phẩm về nguyên tắc đó, chúng ta nên rải giá từ thấp cho tới cao từ giá khoảng 90 nghìn cho tới 100 mấy hai trăm mấy ba trăm mấy nghìn đầu tiên là sản phẩm đầu phễu là sản phẩm này mình bán giá rẻ chủ yếu là hút người dùng truy cập vào shop và cái giá đề nghị á, cái giá mà theo kinh nghiệm của Hiếu á, là khoảng từ 10.000 cho tới khoảng 20.000 thôi là cái khoản giá ok nhất cái sản phẩm mà tầm trung á, là có thể là từ nó rải rác từ 30 cho tới 150k chẳng hạn vậy và cái sản phẩm cuối á, là chúng ta bán cực kỳ là nhiều lời to luôn là nó đâu đó khoảng 200 mấy tức là 200k cộng ấy là trên 200.000 ấy kiểu vậy. Thì đó đó là ba cái mức giá mà mà ok nhất để chúng ta làm cái phễu sản phẩm. Thì về nguyên tắc á, các bạn cứ rải đều sản phẩm xuống, ví dụ 10k, 20k, 30, 40, 50, 60 cũng có thể là ví dụ 9.000, 19.000, 29.000, 39.000, 49.000, 59.000 rồi mình cứ rải đều tất cả từ trên xuống dưới thì đó là một phải